chồng Thu Phương lên tiếng về tin đồn Dương Triệu Vũ hại Quốc Thiên, thông báo sẽ livestream nói rõ. Chiều ngày 21 tháng 9 vừa qua, Dương Triệu Vũ bất ngờ lên tiếng về tin đồn chơi xấu Quốc Thiên và nhận được đông đảo sự chú ý từ dư luận. Theo đó, nam ca sĩ kể, trong chuyến đi Anh vào hồi tháng 4, anh và Quốc Thiên có bay sang Mỹ để hát cho bầu show Liên Phạm nhưng ngồi xa nhau. Sau khi đến nơi, em trai Hoài Linh rời sân bay trở về nhà để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh lại vướng phải tin đồn. Nam ca sĩ chia sẻ, không biết ai đã ác ý nói rằng Vũ đi thông báo với an ninh sân bay là Quốc Thiên không có working visa từ đâu ra, với lý do gì phải đi tung tin, động cơ nào, nghiêm trọng ra sao. Dương Triệu Vũ khẳng định bản thân không cạnh tranh với Quốc Thiên. Thậm chí, cả hai còn là anh em chơi với nhau nhiều năm qua nên phủ nhận chuyện hại đồng nghiệp. Giọng ca Em Lỡ Thôi Mà nhấn mạnh, ai trong nghề sẽ biết Vũ không tham gia thị phi, hát xong sẽ về, chuyện ai người nấy lo, Vũ không giúp được gì cho em mình thì thôi, hơi đâu mà đi hại. Đồng thời, Dương Triệu Vũ cho rằng an ninh của Mỹ rất nghiêm, nếu muốn khai báo ai đó thì phải có trách nhiệm với lời nói của mình và chắc chắn họ sẽ giữ bạn lại để tra khảo, kiểm tra uy tín và xem bạn thật hay dối trá, anh thẳng thắn chia sẻ. Đồng thời, trong bài viết của mình, Dương Triệu Vũ mong muốn mọi người không nghĩ sai về mối quan hệ giữa mình với đàn em. Anh khẳng định bản thân không làm chuyện thất đức, đạp đổ chén cơm của người khác. Dương Triệu Vũ cho biết bản thân đã cân nhắc trước khi lên tiếng về vụ việc này. Ban đầu, anh định giữ thái độ im lặng vì đã nói chuyện rõ ràng với Quốc Thiên. Tuy nhiên vì cho rằng đây là sự vu khống và có liên quan đến pháp luật nên nam ca sĩ quyết định làm rõ về tin đồn hại Quốc Thiên bị trục xuất khỏi Mỹ. Trước thông tin này, cách đây ít giờ, chồng của ca sĩ Thu Phương hiện tại đang sống tại Mỹ đã có chia sẻ gây chú ý. Anh cho biết sẽ livestream giải mã ồn ào của Dương Triệu Vũ và Quốc Thiên. Cứ mỗi lần có đồng hương hay đồng nghiệp showbiz vướng pháp luật thì đồng nghiệp giới truyền thông lại xin phỏng vấn mình. Sẽ livestream giải mã về ồn ào giữa Dương Triệu Vũ và Quốc Thiên theo những gì Dương Triệu Vũ chia sẻ với cộng đồng mạng. Theo đó, Dũng Taylor được biết đến là chồng thứ hai của ca sĩ Thu Phương. Anh là giám đốc một công ty truyền thông có tiếng với nhiều người Việt tại Mỹ. Anh có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam như Chí Tài, Hoài Linh, Việt Hương, Hoài Tâm, Lệ Quyên. Tuy nhiên, Dũng Taylor cũng không ít lần vướng phải những rắc rối bởi những phát ngôn liên quan đến nghệ sĩ Việt như yêu cầu khán giả đừng tấn công Minh Béo, bênh vực Lệ Quyên trước ồn ào cho con đi vệ sinh sai chỗ. Hiện tại, thông tin chồng Thu Phương lên tiếng về vụ việc của Dương Triệu Vũ và Quốc Thiên vẫn đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Cùng chờ đón những thông tin mới nhất của sự việc này trên Tin Mới TV nhé! Miss World bật đèn xanh cho Mai Phương với lời khen đầy hứa hẹn. Vừa qua, sự kiện đấu giá gây quỹ từ thiện 500 khuôn khổ cuộc thi Miss World Việt Nam được diễn ra vô cùng hoành tráng, sôi nổi với tổng số tiền đấu giá thành công lên đến 7,6 tỷ đồng. Để mở rộng các hoạt động thiện nguyện cũng như giúp được nhiều đối tượng hơn nữa, ban tổ chức Miss World Việt Nam đã tổ chức buổi gây quỹ đấu giá từ thiện với những vật phẩm vô cùng đặc biệt, như trong đó có chiếc vương miện Ocean Lotus đóa sen từ đại dương xanh thẳm cùng cây đàn kỷ niệm của đương kim Miss World Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương. Góp mặt tại buổi đấu giá có sự quay trở lại Việt Nam của đương kim Miss World 2022 Carolina. Tất cả nhan sắc đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp trong buổi đấu giá lần này. Sự kiện này đã thật sự tạo nên một tiếng vang trong làn nhan sắc bởi ý nghĩa giá trị nhân văn cao cả. Mới đây, trên trang chủ Miss World đã đăng tải một số hình ảnh buổi đấu giá long trọng, đính kèm hình ảnh của Mai Phương và đương kim Hoa hậu thế giới. Trong đó họ có nhấn mạnh, tâm điểm của sự kiện là màn đấu giá rất xúc động của Mai Phương với chiếc vương miện cao quý. Xin chúc mừng Mai Phương về sự đóng góp quên mình này. Động thái này rõ ràng là một sự ghi nhận cống hiến nỗ lực vì tấm lòng nhân ái của Mai Phương. Mặc dù vẫn biết rằng bản thân cô không dựa hơi vào những phép màu này, nhưng đây cũng là một động lực để khán giả khắp thế giới biết về Mai Phương của Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, Mai Phương đang vô cùng háo hức để được lên đường chinh chiến. Cô được đánh giá khá cao về khả năng ứng xử tiếng Anh lưu loát cũng như ghi điểm mạnh mẽ với những dự án vì cộng đồng thiết thực. Được biết, trước khi trở về nước, nàng hậu quốc tế Carolina đã cùng Hoa hậu Mai Phương trao tặng quà cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Với những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa và cao cả, hy vọng nàng hậu của chúng ta sẽ đạt được những thành tích cao tại một trong những đấu trường danh giá bậc nhất này. Khoa Park gây sốt khi tuyển nhân viên rửa bát, nhặt rau với mức lương nghe xong ai cũng muốn nộp đơn ngay. Khoa Park là một trong những YouTuber sở hữu lượt theo dõi khủng trên mạng xã hội. Sau một thời gian im lặng hậu phẫu thuật kéo dài chân, mới đây, nam YouTuber đã quay trở lại cõi mạng với những chia sẻ đáng chú ý liên quan đến việc tuyển dụng cho nhà hàng ăn uống của anh sắp khai trương tại Mỹ. Trong đoạn video đăng tải của mình, Khoa Park đã giới thiệu và thông báo tuyển dụng nhân viên cho cửa hàng của mình với số lương vô cùng hấp dẫn. Nam YouTuber cho biết anh đang tuyển rất nhiều nhân sự cho nhà hàng của mình, trong đó có vị trí nhặt rau, rửa bát,
còn máy rửa chỉ cần xếp và lau bát đũa. Được trả lương 17 đô một giờ, tương đương với 400.000 đồng một giờ. Tính trung bình ngày làm 8 tiếng, thì trong một năm, một người nhặt rau trong bếp của nhà hàng Khoa Bắc được trả gần 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, còn rất nhiều vị trí khác với mức lương khá khủng. Vị trí cắt thịt, có máy cắt, chỉ cần xếp thịt vào đĩa, với mức lương khoảng 115 triệu một tháng, pha nước lẩu gần 103 triệu một tháng. Đáng chú ý hơn, Khoa Bắc cho biết tất cả các vị trí tuyển dụng tại nhà hàng của anh không cần đến bằng cấp, chỉ cần có kinh nghiệm và chăm chỉ. Đoạn clip sau đó đã nhanh chóng gây bão cộng đồng mạng, chỉ sau một đêm đã thu về gần 600.000 view, hàng chục nghìn lượt like và bình luận. Ai nấy cũng trầm trồ, muốn xin một chân về làm việc cho cửa hàng của Khoa Bắc. Được biết, nhà hàng đã hoàn thiện được 70% và có thể khai trương trong thời gian sắp tới. Trước đó, nhà hàng lẩu này được Khoa Bắc mua lại từ năm 2021 và ban đầu dự tính sẽ hợp tác chung với Vương Phạm. Tuy nhiên, sau khi hai người nghỉ chơi với nhau, cộng thêm tình hình dịch bệnh và Khoa Bắc đi kéo dài chân, việc mở nhà hàng đã bị trì hoãn lại đến tận bây giờ và sẽ chỉ có một mình Khoa Bắc đứng lên kinh doanh. Ngoài gây chú ý bởi việc tuyển dụng nhân viên với mức lương khủng, Khoa Bắc được mọi người quan tâm đến tình hình chiều cao, đôi chân sau thời gian phẫu thuật từ 1m65 đến 1m75. Qua hình ảnh trong video, có thể thấy Khoa Bắc đã có thể đi đứng bình thường, không cần vật liệu hỗ trợ. Tuy nhiên, anh chàng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, chưa thể đi đứng một cách tự nhiên và thường xuyên phải ngồi nghỉ khi đứng một lúc. Người hâm mộ rất mong chờ được xem nam YouTuber cập nhật về tình hình kinh doanh tại Mỹ của mình. Vậy anh em nghĩ sao về mức lương khủng này? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé! Vì BTS bị tố có thái độ kênh kiệu, ra vẻ ngôi sao. Mới đây, một bài đăng với nội dung "Vẻ mặt của Vi trong video ủng hộ này là sao?" đã viral mạnh mẽ trên mạng xã hội Hàn Quốc. Tính đến hết ngày 21 tháng 9, bài viết đã thu về hơn 200.000 lượt đọc và gần 1.000 lượt bình luận. Đáng nói, số lượng bình luận đồng tình với nội dung bài đăng chiếm áp đảo số lượng phản đối. Về bài đăng, nội dung là đoạn clip BTS cùng nhau quay clip gửi lời ủng hộ đến thực tập sinh của nhà HYBE. Tuy nhiên, đối lập với sự niềm nở của các thành viên khác thì Vi lại có vẻ mặt khá mệt mỏi và chán nản. Thậm chí trong suốt thời lượng đoạn clip, nam ca sĩ liên tục tựa người vào tường, thường xuyên vuốt tóc và không vỗ tay cùng các thành viên ở cuối đoạn clip. Rất nhiều bình luận thể hiện sự đồng tình với chủ thớt về thái độ của Vi trong đoạn clip này. Nhiều ý kiến cho rằng nam ca sĩ chỉ tỏ ra niềm nở với những ai cùng đẳng cấp về sự nổi tiếng. Đây không phải là lần đầu tiên Vi bị tố thái độ ngôi sao, vẻ mặt kênh kiệu. Trong khá nhiều sự kiện, nam ca sĩ đã hơn một lần bị bắt gặp với thái độ khó chịu, lạnh lùng khiến người khác phải xôn xao. Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid chính thức hẹn hò. Ngày 22 tháng 9 mới đây, US Weekly đã đưa tin độc quyền Leonardo DiCaprio và Gigi Hadid đã chính thức hẹn hò. Nguồn tin thân cận tiết lộ rằng cặp đôi có rất nhiều bạn chung, mọi người đều cảm thấy vui khi họ ở bên nhau. Trong mắt Leonardo DiCaprio, Gigi Hadid vô cùng xinh đẹp và là một người thông minh, rất phong cách. Tuy nhiên, cả Gigi và Leonardo chưa chính thức xác nhận mối quan hệ tình cảm này. Theo đó, nam tài tử Titanic được cho là theo đuổi Gigi Hadid sau khi chia tay bạn gái lâu năm Camila Moron. Hai ngôi sao từng bị bắt gặp khoảnh khắc thân mật tại một bữa tiệc ở New York. Bố của siêu mẫu đình đám còn khen nam tài tử là một người đàn ông tốt. Từ lâu, Leonardo DiCaprio đã nổi tiếng với quy luật không hẹn hò với phụ nữ trên 25 tuổi. Điều này đúng với cả bạn gái gần đây nhất của anh là Camila Moron. Trong khi đó, Gigi Hadid sinh năm 1995, năm nay cô 27 tuổi. Nếu cặp đôi thực sự hẹn hò, cô sẽ là mỹ nhân đầu tiên phá vỡ quy luật đặc biệt này của Leonardo DiCaprio.